Kính thưa quý Phật tử, hôm nay theo cái chương trình thuyết giảng thì đến lượt chúng tôi tiên thì chúng tôi thành kính tưởng niệm giác linh cố đại lão hòa thượng viện chủ Việt Nam Quốc tự, thành viên hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội và chư tôn đức tăng trú xứ tại Việt Nam Quốc tự. Và kế đến là cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho lớp giáo lý tại Việt Nam Quốc tự và sự tham gia của quý Phật tử luôn được tinh tấn và thành công. Chúc tất cả luôn luôn gặp may mắn và thuận duyên trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Hôm nay nhận lời của Ban Hoằng Pháp, chúng tôi tham gia cái công tác phụ trách giáo lý của tại Việt Nam Quốc tự, mà chúng tôi không rõ là Phật tử của mình đó là đã học giáo điển được lâu chưa. Có nghĩa là ta đến với đạo Phật lâu chưa, ta học giáo điển được bao lâu, 5 năm chưa, 10 năm chưa? Có nghĩa là đến với giáo điển với còn học thì chưa. Đi chùa được bao lâu rồi? Đi chùa mấy mươi năm. Nhưng mà có học giáo điển lần nào chưa, giáo lý lần nào chưa? Chưa phải không? Thôi bây giờ ta cũng bắt đầu đi. Người nào đã học rồi thì hôm nay ta ôn lại. Những người chưa học thì ta bắt đầu, phải không? Bắt đầu cho buổi học đầu tiên ở trong cuộc đời mình, giống như là chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ và chúng ta bắt đầu đặt chân để đi. Tất nhiên ở trong giáo điển của Đức Phật thì bao la, còn người ta tiếp thu thì tùy theo trình độ và căn cơ của mỗi con người, cho nên ta không đòi hỏi nó phải đồng bộ. Bởi vì cái lớp học chúng ta không phải là lớp học chính quy, trong đây già thì già quá, trẻ thì trẻ quá, cho nên cái sự tiếp thu nó cũng không giống nhau. Cho nên Phật tử mình đó, tùy theo cái trình độ kiến thức của mình mà mình gì tiếp nhận cái giáo điển, và mình nên trao đổi với nhau và chia sẻ với nhau về sự hiểu biết để tránh cái sự nhầm lẫn của mình. Còn mình quá cao đi, trình độ mình quá cao đi cho nên mình hiểu khác, còn trình độ quá thấp nó lại hiểu khác. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu theo cái của mình nó vẫn thành công hơn là hiểu cái theo cái của người khác. Nhớ điều này, đừng bắt buộc, nhớ nha. Ta tùy theo trình độ của mình, ta những cái gì mà ta trình bày ở trong cái bài học của mình là cái đó của mình chứ không phải của người khác. Phải nhớ điều này, đừng lấy cái người khác làm cái của mình thì chúng ta không thể nào tồn tại cả và không thể nào thành công cả. Phật tử mình có nhớ nghệ sĩ Kim Cương không? Có tiếp xúc cô chưa? Chúng tôi là những người may mắn làm cái công việc chung ấy, thì biết được cô. Trong cái tác phẩm Đạo Phật của Thượng Tọa Nhật Từ ấy, cô có phát biểu về cái gì cái của mình, tuyệt vời vô cùng. Người ta một cái nghệ sĩ nổi tiếng về gì. Cho nên hôm nay nếu như cô dựng lại những cái tác phẩm đó, cô có thể đủ sức để dựng lại không? Cô nói rằng những cái tác phẩm mà của tôi đạo diễn và tôi là người gì soạn ra kịch bản đó, một cũng không quên, và một cử chỉ, một cái thái độ trong kịch bản cũng không bao giờ quên, bởi vì cái đó là cái của tôi, nhớ nha. Cho nên ta học là cái của mình là cái thành công lớn nhất, và cái đó không bao giờ thay đổi trong cái sống của con người, là phải chọn cái đó là cái của mình chứ đừng bao giờ chọn cái của người khác. Ta có thể mượn ánh sáng của người khác nhưng mà nó soi sáng tâm hồn của mình, và khi nó sáng rồi thì ta dùng cái ánh sáng của chính mình chứ không mượn cái của người khác nữa. Cũng như Đức Phật á, Đức Phật khai tâm cho mình, có nghĩa là khai thiện ngộ nhập cho mình thôi. Còn khi mình đi vào thế giới á, của gì? Của sự tu hành là tự mình dấn thân cho con đó, không ai dấn thân cho mình cả. Cho nên Phật tự nhớ điều đó, có chặng đường đi qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm sau cũng vậy thôi. Mình phải nhớ tất cả các lộ trình của mình đi, đang tu và học, thì mình mới gì thay đổi được cái gì? Cái con người của mình. Đó là cái gì? Đó là cái ý trong cái chuyện tu và học của bản thân mình. Đừng bao giờ vay mượn của người khác trong cuộc đời, mà phải sống bằng cái chính của gì của mình thì mới thành công. Thì hôm nay đó, chúng ta trở lại cái bước đầu tiên người học đạo. Chúng ta thường gì, nhớ nha, cái từ tu là không gì, không bao giờ thay đổi. Ta là những người đang tu nè, những người tu hành nè, phải không? Ta không đặt chân vào chùa thì gọi là người gì, tu hành. Nhưng mà người tu hành đó là tu, chúng ta phải biết tu là gì. Đây, tu là sửa,
mà ta tu ta có sửa chưa? Nhớ cái điều này, ta phải biết sửa cái gì chứ. Cái từ tu nhiều người ta hiểu nhầm lẫn, phải không? Tu là phải khoác áo như thế này gọi là tu nè, và tu phải mặc áo tràng gọi là tu. Không phải đâu, chiếc áo là chỉ là tu, là phải sửa. Mà sửa gì? Sửa từ bên trong gì? Sửa từ trong tâm, rồi sửa gì? Thân. Sửa từ cái trong, phải không? Cái bên trong, và sửa luôn cái gì? Cái bên ngoài. Cho nên mới gọi là gì? Là tu. Như vậy cái từ tu là một cái từ chung cho tất cả con người, biết thay đổi cái xấu trở thành cái gì? Cái tốt, phải không? Cái nhọc nhằn đau khổ trở thành cái bình yên và hạnh phúc. Đó là cái gì? Đó là gì? Đó là tu. Còn bây giờ ta khổ, ta thay đổi thì sao mà nó còn khổ, phải không? Tại vì ta không biết cách thay đổi, cho nên buộc lòng ta phải học giáo điển để biết cách thay đổi. Bởi vì Đức Phật có một cách tuyệt vời thế này nè. Cái chánh pháp mà đưa vào cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, có nghĩa là đi đến đâu thì sự bình yên hạnh phúc đó gì, nó sẽ tỏa rộng tới đó. Còn hôm nay là ta đồ chúng của Đức Phật, ta học giáo điển Đức Phật thì ta phải được gì, phải không? Ta phải được bình yên và hạnh phúc. Nếu ta học giáo điển của Đức Phật mà không có sự bình yên hạnh phúc á, thì ta phải xem lại mình, nhìn xem lại mình, ta có học đúng chánh pháp hay không. Đạo Phật nó tồn tại thời gian năm tháng nó trên 2000 năm rồi. Nếu như nó không có được cái hạnh phúc đó thì có lẽ cái đạo Phật nó đã đi vào quá khứ rồi, phải không? Hôm nay đạo Phật mình mỗi ngày nó càng gì, nó càng phát triển mạnh, và tất cả mọi người ta đều hướng về Phật pháp. Đó là thể hiện cái giá trị của gì, của chánh pháp, cái giá trị của sự hạnh phúc. Đạo Phật, người ta nói đạo Phật, chỗ nào có đạo Phật là chỗ đó có hạnh phúc, chỗ nào có người tu hành là chỗ đó có hạnh phúc. Nhưng mà mình tu mà mình không thấy hạnh phúc thì không phải là gì, không phải là người tu hành. Có nghĩa là ta tu mà ta không gì, phải sửa thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng còn phải sửa cơ mà. Đức Phật lúc tầm đạo, ta nhớ ngay cái chặng đường đầu tiên Đức Phật tầm đạo rồi mới gì thực hiện cái pháp hạnh tu hành, thì Đức Phật thấy hoàn toàn nó không có lợi ích cho mình, do buộc là mới thay đổi, dạy đồ chúng rằng đời sống khổ hạnh không đem lại hạnh phúc cho con người. Cuộc đời đã quá khổ rồi, đừng làm khổ nữa. Chúng ta thấy điều đó không? Nhưng là bắt buộc phải thay đổi. Thay đổi cái cách gì? Cái cách nhìn mình và cái sự tu hành mình cũng thay đổi toàn bộ cho nó. Đấy chưa? Nhưng mà sự thay đổi của Đức Phật nó tuyệt vời ở chỗ này. Đức dấn thân vào và thực nghiệm cái pháp hạnh đó, để cho đồ chúng biết rằng những gì ta nói ra là ta đã thực hiện thành công rồi ta mới nói ra. Còn hôm nay đó, ta học mà ta chưa thực hành, cho nên tốt hơn đừng nói. Học thì nhiều chứ đừng nói, nói cũng không thành công. Bây giờ thành công rồi hãy gì? Hãy nói. Đức Phật á, khi mà thành đạo rồi mới bắt đầu đi gì? Đi chuyển pháp luân, có nghĩa bắt đầu gì? Hoằng pháp. Chứ cái lúc chưa thành đạo đâu có đi hoằng pháp. Thời gian học đạo của Đức Phật á, nếu ta tổng hợp theo giáo điển để lại thì 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, nó có 11 năm. Phải không? Một chương trình học 11 năm đó là tương đối đủ cho một con người đi học đạo. Còn hôm nay đó, ta học đạo thì ta chưa dấn thân vào cái thế giới của nó. Có nghĩa là những cái pháp hạnh mà chúng ta học trên giáo điển hàng ngày mà chúng ta nắm bắt đó, ta phải thực hành đó. Thực hành xem coi như thế nào, phải không? Có lợi ích cho tự thân hay không? Có lợi ích cho những người xung quanh hay không? Rồi lúc đó ta mới thấy giá trị của nó, và ta mới nương vào đó để gì? Tu hành. Có thể pháp hạnh này thành công cho người này nhưng mà không thành công cho người này. Cho nên Đức Phật có 84.000 pháp môn, là mỗi chúng sinh là một pháp môn để tu hành. Chúng ta nên nhớ. Cho nên đừng có thấy người này niệm Phật rồi mình cũng niệm theo, không có kết quả đâu. Mà người này niệm, người kia có thể ngồi không, nó cũng thành công nữa. Bởi vì họ có một cái duyên khác. Ta thấy một đạo tràng niệm Phật không? Không hẳn là vậy đâu. Mà ta gieo một cái nhân tổng thể của nó thôi thì nó tất cả đều niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật có người định tâm, có người cũng đâu có định tâm. Thôi tốt hơn ta niệm cái pháp hạnh nào mà nó phù hợp với mình. Mà Phật tử của mình là những người thích học, thích tu nhưng mà không thành Phật, là tại vì ta không có sửa. Ta phải sửa và thay đổi nó. Trong cái giáo điển Đức Phật nói mà, tu từ hàng hà sa số kiếp tới ngày hôm nay tới muôn đời về sau vẫn tu và tu mãi, nhưng mà thành Phật thì không có nói. Bây giờ không ai chịu thành Phật cả. Thành Phật phải tách rời thế giới này, nhớ nha, tách rời thế giới này để đi về một thế giới là hoàn toàn nó không còn phiền não, không còn đau khổ, không còn bất hạnh nữa, thì thế gian này còn gì để nói nữa? Đâu có gì để nói nữa. Cho nên chư Phật với Phật nhìn nhau thôi à, không có nói gì nữa, có gì để nói đâu. Còn chúng ta có chuyện đổi nói suốt ngày suốt đêm suốt kiếp cũng còn nói nữa, có chuyện để nói mãi. Mà càng nói bao nhiêu thì cái gì, nhân quả luân hồi nó càng bao la tận cùng của nó nữa. Cho nên người không nói là không có lỗi, nó không có nhân và nó không có gì, không có quả.
Cứ mỗi lời nói là một cái nhân và một sự kiện là một cái quả. Cho nên đời càng nói nhiều thì nhân quả nó càng bao la đó. Mà không hiểu tại sao mình thích nói. Cho nên cái chuyện là tai hại lớn nhất trong cuộc sống của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên nhớ rằng khi mà Ngài thuyết pháp, tỉnh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật lúc đó mới nói. Còn mình chưa nói, chưa thỉnh là nói rồi, phải không? Mà nó đâu chỗ nào nói cũng được hết. Còn Đức khi mà ngồi pháp tòa mới nói nha. Thuyết pháp chỉ ngồi trên pháp tòa mới nói thôi. Còn đứng dưới pháp tòa tuyệt nó không nói pháp. Còn mình ở chỗ nhà bếp cũng nói, ngoài chợ cũng nói, trên lầu dưới đất cũng nói, ở chỗ nào cũng nói được hết. Thì nó pháp nó không có màu nhiệm thì không thành công, phải không? Cho nên sau này ta học đạo ta nhớ rằng tại sao bắt buộc phải lên pháp tòa mới được thuyết pháp. Đó là cái gì? Đó là để chứng minh cái giá trị của gì, chân lý giải thoát. Không thể đụng chỗ nào, chúng ta cũng phải gì, ta không phải trải rộng chỗ đó đâu, mà phải ngồi lên pháp tòa thì mới thành công. Bởi vì biểu tượng pháp tòa là biểu diệu chân lý của sự giải thoát. Người nào muốn thành công thì phải bước lên đó, và phải gì, phải thể hiện cái giá trị của nó. Và muốn bước lên pháp tòa thì mới trải qua thời gian gọi là 5 năm tầm đạo gì, 6 năm khổ hạnh, mà ngày hôm nay ta gọi là sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng và học viện và cao hơn nữa. Thì qua cái trường lớp đó, để gì, để ta gì, ta hiểu được cái giá trị sâu sắc của Tam Tạng Giáo Điển như thế nào, rồi lúc đó ta mới trình bày lại cho người khác, để giúp cho người khác hiểu được. Còn bây giờ ta chưa đủ sức điều đó, cho nên ta khoan đi, phải không? Ta tiếp tục học đi. Ta kiếp này ta học chưa xong thì ta học cho kiếp sau đi. Vậy ta tu là cái nhân mà. Hôm nay ta học đạo là cái nhân của sự giải thoát thì chắc chắn sẽ giải thoát thôi. Mà từ đây đi đến đích của sự giải thoát đó, nó nhanh hay chậm là do quá trình tinh tấn hay giải đãi của con người thôi. Ta dễ biết điều đó. Ta học rồi ta soi sáng lòng mình thôi. Học giáo điển của Đức Phật là không phải soi người khác, mà phải tự soi lấy mình. Có mới gọi là người học đạo. Những cái gì kinh điển để lại, đó là gì? Đó là một ánh sáng chân lý để soi sáng tâm hồn của mình. Ta có duyên với bộ kinh nào, ta dễ nhận biết lắm. Hôm nay ta vô tình đến chùa Việt Nam Quốc Tự, ta nhìn vào cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tất nhiên ta có duyên với bản kinh đó. Có nhiều người nhìn thẳng vào kinh Vu Lan là có duyên với kinh Vu Lan. Có người nhìn vào kinh Bát Nhã là có duyên với kinh Bát Nhã. Thì tôi nghĩ rằng mình đầu tư trí tuệ vào đó là thành công nhiều nhất. Các pháp từ duyên sinh mà, nó đủ duyên là nó thành công. Và hôm nay á, người ta đây người ta dạy, ta tụng kinh Pháp Hoa, tự nhiên mình tụng kinh Niết Bàn, phải không? Ta tụng kinh Niết Bàn, mình tự nhiên mình tụng kinh Vu Lan là nó không đâu vào đâu hết. Tất nhiên tất cả cái giáo pháp đều do Đức Phật thuyết, nhưng mà Đức Phật thuyết theo tuần duyên sinh. Hôm nay người này thuyết bộ kinh này, người kia thuyết bộ kinh kia, cho nên gọi là Tam Tạng Giáo Điển. Mỗi người có một bộ kinh riêng của mình, không ai giống ai cả. Còn hôm nay mình dồn vô con bộ một rồi, phải không? Nói khác, ngày xưa Đức Phật đâu có điều đó. Mỗi chúng sinh là một pháp hạnh, và mỗi pháp hạnh đó là biểu tượng của một pháp hạnh tu hành của con người đó. Cho nên chúng ta tự gì, tự tìm hiểu lấy bản thân mình và xem mình có duyên với bộ kinh đó hay không. Chúng tôi thường nói với Phật tử trong những cái đạo tràng khác mà chúng tôi phụ trách á, ta dễ nhận ra lắm. Một bộ kinh nào mà ta học tự nhiên nó nhớ rất nhanh, và nhớ rất nhiều và hiểu rất sâu là ta đã có duyên với bộ kinh đó. Ta nên gì, chọn bộ kinh đó làm gì, làm pháp hạnh cho bản thân mình là thành công nhất. Còn bộ kinh nào học hoài không nhớ thì nó dẹp luôn đi, không có duyên thì thôi đừng có học. Ở đời ta nó vô duyên là không có gì để nói nữa, mà vô duyên cho sự học đạo thì không còn gì để chúng ta để chia sẻ được, phải không? Phải chọn đi. Ở ngoài đời thì nó có duyên này cái duyên kia, nhưng mà trong Phật pháp mà nó hữu duyên mới thành công, phải không? Cho nên phải chọn cái pháp hạnh đó. Và đừng bao giờ buồn, ta có thể tìm hiểu tất cả giáo điển, tất cả pháp hạnh người khác, nhưng mà ta chọn cho mình một pháp hạnh riêng, nhớ điều đó. Có nghĩa là ta phải đi lượt một vòng như thế này nè, rồi ta mới tìm lại cho chính bản thân mình cái điều đó thì ta mới thành công hơn. Chứ đừng bước vô thấy ta mở cái khóa tu thiền, ghi tên vô tu thiền, tu vài bữa có đi trở ra, giờ thấy ta mở cái khóa tu, cái tu mật tông, nhảy vô ngồi vài bữa đi ra, rồi cuộc đời không có được cái gì hết đó. Vậy ta chưa từng thực nghiệm cho nên không có thành công. Ta đừng phải lo gì cả. Tu là cái nhân giải thoát hôm nay thì nó sẽ quả giải thoát ngày sau. Mà quan trọng là trong gì, trong tâm hồn có dung chứa tất cả những hạnh tu hay không, đó là chính. Nhớ điều đó. Cho nên cái từ tu muôn đời, từ lúc chúng ta có ngày nhắm mắt cho ta quay qua chặng đường đó, ta phải tu từng giờ, từng phút và từng giây, tu cho suốt kiếp người. Và nếu có tái sinh là ta tiếp tục tu nữa. Bởi vì tu là thay đổi cho nó gì, cho nó tốt hơn và thành công hơn và kết quả nhiều hơn. Cho nên chính cái điều đó mà phải gì, phải luôn luôn tu sửa nó từng giờ từng phút. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, chúng ta nên nhớ là đầu trần trăng đất, sống ở rừng sâu và núi thẳm, nhớ nha. Còn ngày hôm nay ta sống ở phồn hoa đô hội, cho nên cái gì nó cũng có hết. Hai cái điều kiện nó khác nhau.
Đấy, cho nên cái kia là cái cơ bản. Nhớ nha, cái cơ bản là cái thành công nhất của những người đã khai đạo. Còn cái ngày hôm nay là cái nối tiếp, nhưng mà cái này không phải là cái cơ bản. Cho nên con người thất bại thì nhiều, thành công thì ít. Bởi vì cái việc làm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là biểu tượng của một con người thật sự đi vào thế giới của sự giải thoát, giải thoát toàn diện, phải không? Cắt tất cả tình thương của gia đình, tình thương cá nhân và tình thương của gì? Của tất cả dân tộc. Bỏ hết tất cả xa hoa, rồi tất cả những điều đó coi như nó nhẹ nhàng, nó mức độ không còn bị ràng buộc gì nữa hết. Cho nên tự nhiên cái con người như vậy đủ sức để cầu nguyện cho người khác thành công nhiều 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 mặt. Còn hôm nay ta bận cái này, ta bận cái kia, bận đủ thứ chuyện chứ. Ta cầu nguyện là cầu nguyện theo truyền thống thôi, hay cầu nguyện theo thời khóa thôi, đúng thời lên cầu nguyện, xuống là thôi nghỉ, phải không? Còn người ta cầu nguyện là cầu nguyện và thực hiện luôn cái gì, luôn cái gì, cái tâm nguyện của bản thân mình đó. Cho nên thành công nhiều hơn. Vậy là Phật tử mình đó, đừng bao giờ chúng ta cảm thấy rằng hối tiếc việc này, ta làm việc này nó mất việc kia, không có đâu. Cái luật tạo hóa nó công bằng lắm, nó công bằng lắm. Ta bỏ cái này nó sẽ có cái kia, nhớ nha. Cho nên ta chọn cái nào mà ta bỏ rồi, ta phải chọn cái tốt hơn để nó đi, nó nuôi dưỡng tâm hồn lẫn thể xác của mình thì nó mới thành công nhiều hơn. Ta đừng bao giờ cố chấp. Ở đời không có gì tồn tại cả. Đức Phật nói chánh còn phải buông bỏ, chứ đừng nói chi là phi pháp. Thành ở đời ta phải học đạo, phải nhớ đi, cái nào mà ta đưa nó mình cảm thấy bình yên hạnh phúc vậy, xem cái đó là chân lý của sự giải thoát, ta phải đón nhận nó thôi. Bởi vì Đức Phật trước khi vào Niết Bàn đó, cái này nè, nếu như Đức Thế Tôn đi vào Niết Bàn rồi thì đời sau chúng con biết cái nào chánh pháp, cái nào phi pháp. Thì Đức Phật nói rằng ta đem cái giáo pháp đó đưa vào cuộc đời đi, nếu hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho nhân loại, hạnh phúc cho muôn đời về sau, đó là chánh pháp. Ta thấy tuyệt vời không? Như vậy chánh pháp không phải chỉ có Đức Phật nói đâu, mà chánh pháp trong cái không gian vũ trụ nó còn bao la vô cùng và vô tận. Nếu người nào khai thác được thì cái đó thuộc về gì? Cái của mình. Nhớ điều đó. Cũng như chư Phật, Đức Phật cũng nói rõ Phật là đấng giác ngộ. Nhớ nha, Phật là đấng giác ngộ. Như vậy người nào giác ngộ đều gọi là gì? Là Phật. Nó công bằng đến mức độ đó, chứ không phải chỉ tôi có mà anh không có, tôi có mà huynh không có. Không phải. Nếu ai làm đúng điều đó thì tất cả đều ngang gì với nhau, thành công như nhau. Cho nên trong sự học Phật mình á, ở trong cái giá trị của cái đạo Phật nó tuyệt vời lắm. Tu thì không có nói tu trước tu sau, tu lâu tu mau, phải không? Nhưng mà thành công nhất là người nào giác ngộ kìa. Nhớ điều đó. Không phải nói vô chùa, ta tu vô đi chùa mấy chục năm nè. Không phải. 100 năm cũng vậy thôi. Ngài A Nan có nói mà, sống 100 năm mà không hiểu đạo thì không bằng sống 1 giờ, phải không? Giác ngộ đạo vô vi. Thế thì rõ ràng. Cho Phật tử đừng bao giờ phân biệt chỗ đó. Mà quan trọng là cái chỗ là ta tìm hiểu và chúng ta khai thác được cái giá trị ở trong nội tâm của mình, giúp cho mình thành công trên bước đường tu học, thì cái đó là chân lý của sự giải thoát thôi. Đừng bao giờ bận tâm tu trước tu sau, tu lâu tu mau, tu gì cũng vậy, không cần thiết. Mà có thành công được hay không thì cái điều đó mới chính nha. Nhớ điều đó. Đừng quan trọng ở hình thức bên ngoài. Cho nên vấn đề tu là cần phải có. Mà trong gia đình đó, tự thân của mình cũng phải tu. Nhớ nha. Con người không tu á thì con người đó ít có hiền lành lắm. Tu nghĩa là sửa mà, từ cái xấu nhất trở thành cái tốt nhất, phải không? Từ cái độc ác trở thành cái hiền lành. Cho nên người có tu hành ta dễ biết lắm, con người đó là hiền hòa, rồi có nghĩa là triều mến và dễ thương, vân vân. Có nghĩa là những cái từ nào nó đem đến sự bình yên, cái hạnh phúc người đó, ta gọi là tu. Đấy, dễ dàng lắm. Trong tình thân tập cũng vậy, ta tu nó cũng dễ nữa. Con người có tu hành thì gia đình không có lục đục, phải không? Nhường trên, phải không? Nhịn dưới, và tất cả đều hòa hợp với nhau. Cho nên gia đình có tu hành, rồi bạn bè mà có tu chung nhau nó không bao giờ gây gỗ với nhau. Nhớ điều đó. Và tất cả xã hội nhân loại cũng vậy, nếu có tu hành thì không bao giờ ai tranh đấu hơn thua cả. Nhưng mà đằng này ta tu không biết cái gì nữa mà gây tối ngày, gây từ sáng tới chiều, gây muôn đời cũng còn gây. Cho nên cái quả vị đấu tranh luôn luôn nó xảy ra trong cuộc sống. Và con người luôn luôn gì? Luôn luôn chực hờ với nhau, để hại nhau, để gì? Hãm hại với nhau và san bằng với nhau. Cho nên cái đó không phải là quả vị giải thoát của người tu hành. Dù đúng hay sai ta không cần biết, nhưng mà cuộc sống mà không làm đúng chân lý, không làm đúng chánh pháp, nó cũng là một cái điều sai. Sai với cái gì? Với cái từ gọi là gì? Tu hành. Hôm nay ta tu hành mà ta đi đến đâu không ai ưa mình hết, thôi mình nghỉ tu đi còn dễ chịu hơn. Chứ mình đi tu mà không ai thích mình thì nghỉ đi cho rồi, phải không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi khắp xứ Ấn Độ, không nơi nào mà không gì? Không biết đến. Và không nơi nào mà không tôn thờ ngài.
phải không? Hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời đó không có. Hôm nay thì ảnh bao la rồi, trên mạng đủ có hết, nhưng mà thời Đức Phật đâu có. Nhưng mà ta vẫn tạc tượng lại, đó là y theo giáo điển. Giáo điển nó ghi rằng Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên từ chỗ đó người ta gì? Người ta mới tưởng nó ra, người ta tưởng nó ra, người ta mới đưa cái hình ảnh nó lên. Một con người hoàn hảo thôi, không có gì lạ cả. Cho nên Phật tử mình tu học cũng vậy thôi. Mặc dù ta đang tập sự tu, nhưng mà cái nhân giải thoát đã có rồi. Hôm nay đã có nhân giải thoát rồi. Kinh Pháp Hoa là một kinh tổng hợp toàn bộ Tam Tạng giáo điển. Nếu có một chúng sinh nào vào chùa lại Phật, lễ Phật và đi ngang Phật thôi cũng sẽ thành Phật. Nhớ đi, Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng. Và Kinh Pháp Hoa còn nhấn mạnh nữa, dầu cho tạo tội hơn nước quả, chẳng nhập diệu pháp gì. Vài ba hàng, trời đất ơi, linh thiêng tới mức độ này. Nhưng mà thế này nè, dầu cho tạo tội hơn nước cả, đó là chân lý sự giải thoát. Nhớ nha, con người giác ngộ thì không có tạo tội, chỉ tạo phúc mà thôi. Có phúc lành của chúng ta, mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà mỗi ngày một chút ít á, vì nó tổng hợp suốt cả một kiếp người, nó cũng tương đối đủ làm chiếc bè cho mình đang sang cái gì, sang bờ giải thoát. Vì vậy Phật tử phải nhớ cái điều này, cái chỗ nào có tu hành là chỗ đó bình yên, chỗ nào không có tu là chỗ đó bất an liên tục. Và chính tự thân của mình nè, tu giờ nào thì bình yên chỗ đó, mà giờ nào không tu là bất an chỗ đó, và nó chuyển sang bất hạnh, phải không? Bất hạnh và phiền não mới dồn dập vào cuộc đời, nó xem thất bại thất vọng rồi, phải không? Đủ chuyện xảy ra. Đó là ta biết rằng ta tu chưa đến nơi và đến chốn. Ta đừng buồn giận người khác, có buồn là buồn cho bản thân mình nè. Tu không có tinh tấn, phải không? Giờ tu không có hết lòng, và tu không có thật tâm, cho nên lúc nào những cái bất an nó lúc nào cũng dồn dập vào cuộc đời của mình. Cái người tu thiền mà Phật tử mình á, nếu muốn tu thiền, chúng ta xem lại tác phẩm mà Ba Lời Nguyện Của Cuộc Đời Tôi á, Hòa Thượng Thanh Tự á. Hòa Thượng kể lại từ lúc mà làm thiền sư á, tập sự mà làm thiền sư đó, thì phải qua cái giai đoạn thiền sinh. Thiền sinh phải ngồi xếp bằng, xếp bằng rồi ngồi thẳng lưng lên, rồi tay lưng phải xếp như thế nào mà người ta xô nó không bật ngửa thì mới gọi là thiền sinh. Còn mình mà chưa ai xô mình cũng gục rồi thì đâu phải thiền sinh, phải không? Rồi Hòa Thượng kể lại nè, cái lúc ngồi đó nó thốn hai bên gì, hai bên đùi, bởi vì hai cái mắt cá ta nó cắn lên trên gì, hai bên cái đùi mình nè, mình ngồi như vậy nó mới vững. Mà mới tập sự thì ngồi không thể nào ngồi được. Và khi mình ngồi thế này, cái lưng nó đau, từ cái sống lưng nó đau ngược lên trên gì, trên cổ, nó làm cho mình bực bội và khó chịu. Và đến khi mà nó giống như là một cái con kiến mà nó bò từ lỗ tai qua bên kia, rồi nó bò ra đây, rồi nó bò vô lỗ mũi, rồi nó bò ra. Mà Hòa Thượng nói rằng khống chế nó mất 10 năm sau thì nó mới kết thúc, ngồi xuống là vào định ngay, nó mới đổi lấy mà. Nhưng mà Hòa Thượng là viện trưởng Học viện Huệ Nghiêm, có trình độ như thế đó, ta mới làm được. Còn mình thì chưa, phải không? Chứ mình thấy người ta làm thiền sư, mình cũng thích làm thiền sư lắm, xách gói vô, xách gói ra, xách ra, ra vô thôi, không có làm gì được. Mà thiền sinh cũng không xong, làm gì thiền sư, phải không? Nhưng có nhiều điều đó thì ta phải gì? Tu, phải đương, không đương động là không thành công. Vì vậy cái Phật tử mình đã dấn thân vào con đường hạnh phúc nhất của mình nè. Mà trong luật tạng có nói nè, thân người có được, giáo pháp có gặp, thời khắc dễ qua và đạo nghiệp có thành. Bây giờ thân người đã được, giáo pháp đã gặp rồi, thời khắc đã qua rồi, mới Tết bữa nay hết tháng rồi, thấy không? Thấy chưa, thời khắc đã qua quá nhanh rồi, nhưng mà đạo nghiệp thì chưa thấy gì hết, không thấy được cái gì hết trơn. Như vậy ta cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Vì vậy chúng ta lặp lại một lần nữa, không chỉ tu trong cái giai đoạn là thời khóa đâu, mà giờ nào cũng phải tu từng phút từng giây. Tu ở trong hơi thở, tu ở trong nụ cười và tu trong bước đi. Có nghĩa là bất cứ hành động cử chỉ gì ở trong cái thân ngũ uẩn này đều thể hiện cái đức gì, cái đức tu thì nó thành công hơn. Cho nên với bậc cao tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam, ta nhìn cái chỗ này, người ta tu từ cái nụ cười, từ cái hành động thái độ cử chỉ của họ, ta nhìn thấy là biết con người đó tu hành nghiêm túc và tu hành thành công như thế nào. Cái đó là cái hình thức để nó biểu tượng cái giá trị ở trong tâm con người đó. Ta nói hữu tướng vô tâm thì tướng tùng tâm diệt, phải không? Còn hữu tâm vô tướng thì tướng tùng tâm gì? Tâm sinh. Đây vậy, con người mà nó có tâm tu hành rồi á, thì nó thể hiện ra cái gì? Cái hình dáng con ngoài. Ta đi chùa, ta nên nhớ rằng ta đi chùa ta không nhìn mình đâu, có người bạn của mình nhìn mình mới rõ hơn. Đấy, cho nên cái ngày đi chùa thì ta còn bỡ ngỡ nhiều mặt lắm, mặt mà chúng ta nó còn móp méo đủ chi thứ á. Đi sau một thời gian ta cảm thấy bình yên hạnh phúc thì cái gương mặt nó cũng tròn trịa trở lại, phải không? Cái hồng ngào và xinh đẹp trở lại. Cho người tu hành chân chính thì lúc nào cũng xinh đẹp, phải không? Còn người tu gian dối thì mặt mày có thấy bực bội lắm, tôi khó chịu. Bây giờ tu đâu còn giận hờn, đâu còn bực bội, đâu còn khó chịu nữa, phải không? Mà ta tu mà mặt mày nó còn ngày càng nhăn 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 đi thì người đó còn gì nữa mà tu nữa. Nhìn mình là ta hết muốn tu rồi,
là thất bại rồi. Như vậy bước đầu học Phật là phải tu, phải không? Mà ta tu này đó là sửa toàn bộ, ta phải nhìn lại chứ. Ví dụ bây giờ ta đi vào chùa, ở đây có vào chùa là cái hình dáng của mình nè, ở cái quay nghi của mình đó, gọi là thân nghiệp đồ quay nghi nè, đi đứng nằm ngồi, ta đi chỗ nào ta cho đi thôi, cái chỗ nào ta không cho đi đừng đi, phải không? Ta mà là tu chứ. Chỗ ta cấm cũng đi nữa, chỗ ta không cho nằm cũng nằm nữa, ta không cho ngồi cũng ngồi nữa. Cái vậy là hoàn toàn mình làm sai chánh pháp đó. Tự nhiên chuốc lấy phiền não cho mình, phải không? Phiền não cho mình rồi phiền não cho người nữa, rồi hai người tự nhiên nó trở thành quan gia với nhau, phải không? Rồi gây gỗ với nhau, trở thành quan trái với nhau, đánh lộn nhau trở thành quan nghiệt với nhau. Giờ trở thành quan tương báo, đụng nhau là gây à, đụng nhau là đánh nhau à. Đó là do gì? Không hiểu nhau thôi. Mà tu hành không hiểu nhau thì thôi còn gì để tu nữa. Cho nên Đức Phật mới nói rằng vào trong thế giới tu hành phải lục hòa. Lục hòa, hòa thân, hòa khẩu, hòa ý, hòa lòng, hòa thân thì tất cả đều hòa hết, thì mới thể hiện được cái đức gì? Tu hành của con người đó. Thì Phật tử mình á, phải xác định chỗ này. Ta chấp nhận đi con đường tu hành là ta phải làm tất cả những gì mà trong giáo điển để lại. Ta phải tự thay đổi mình, thay đổi từng giờ từng phút, nhớ điều đó. Có những cái điều ta tưởng rằng ta đúng nhưng mà không đúng đâu. Trong gia đình thì mình chủ mình vô chùa đụng ai cũng la, đâu có được. Nhớ, nhiều khi mình quên. Ở nhà mình muốn la ai thì la, nhà của mình muốn làm gì làm. Nhưng mà vô chùa nó có thầy, có ban, có bệ, đâu vào đó. Phải biết điều đó. Thì mình sơ ý điều này lắm. Đụng đâu cũng la, ra đường cũng la, chỗ nào cũng la được á. Phải không? Nó mất hoàn toàn cái đức gì? Đức. Cho bà nhớ, ta nhân rộng cái gì? Cái đức tu hành này ra, thì ta nên nhớ rằng những chúng sinh bên ngoài khi mà đối diện tiếp xúc ta, đó là thân bằng quyến thuộc của mình. Ở trong Tam Tạng Giáo Điển nói, cũng như chúng tôi nên nhớ rằng chúng tôi Phật tử có duyên hôm nay. Như vậy cái nhân quả đời trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không? Cái nhân đời trước đã từng gặp nhau trong cái giảng đường này và đã từng học đạo rồi. Hôm nay cái quả chúng ta gặp nhau nè, phải không? Nhân quả mà. Đức Phật nói trong Quy Sơn Cảnh Sách mà, giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời đấy. Chúng ta nhớ nè cái điều này. Cho nên chúng ta gặp nhau là đời trước đã từng gặp và bây giờ tiếp tục gặp nhau nữa. Và nếu ngày nào Phật tử còn đi chùa, chúng ta còn thuyết giảng là chúng ta còn gặp nhau, gặp nhau tới cuối con đường đó, nhớ. Còn nếu ta mà không đi chùa nữa, chúng ta không thuyết giảng là chúng ta chia tay hết duyên. Chúng ta chọn, phải không? Ta hiểu là không có buồn. Ở đời tu hành đừng có buồn, tội tình gì buồn, phải không? Nhiều khi không hiểu có buồn. Chúng ta nghe cái bài hát 60 năm cuộc đời mà của Trịnh Công Sơn không? Có 60 năm cuộc đời, buồn hết nửa cuộc đời. Mà thật tử mình không, nếu mà không suy nghĩ, mình hát nhưng mà không chịu suy nghĩ. Ví dụ như mình trẻ ra thời gian một ngày nó có 24 giờ đồng hồ, ta ngủ hết 8 tiếng rồi, nó còn 16 tiếng thôi. Mà thật sự có người ngủ tới 10 tiếng là nó còn 14 tiếng. Mà có người ngủ còn hơn nữa. Phải tạm thời ta dùng cái từ là 10 tiếng thôi, còn 14 tiếng. 14 tiếng ta phải đi học, đi hành nè, mất mấy tiếng nè, thấy chưa? Rồi ta phải đi làm việc nè, rồi ta phải là chồng con, là công danh và sự nghiệp tất cả. Không có cái giờ nào của mình hết nè. Toàn là giờ của gì? Giờ những việc báo không à? Có gia đình phải lo cho cha, lo mẹ, lo vợ, lo chồng, lo con, lo cái. Giờ nào là công danh sự nghiệp, tất cả cái đó là quan gia những việc báo. Ta phải trả tất cả những cái đó. Cho nên đâu có thời gian nào của mình nữa đâu. Ta chợt tỉnh là đi chùa là cái giờ này của mình. Trong cái giờ này nè, không biết phải của mình không nữa. Nhiều khi ngồi trong này chứ mà hồn để ngoài kia. Đó, không biết sao anh. Đức Phật nói nghe pháp cũng có nhiều dạng người nghe đó. Nghe mà hồn và tâm đặt vào trong đó thì họ không bao giờ quên đó. Còn người mà nghe mà đứng dậy không nhớ gì hết là biết là hồn để đâu rồi, không có để trong này, để chỗ nào á. Thì nó sự tu học nó cũng giống nhau vậy thôi. Con người thật sự điều đó. Chúng ta đọc lại cuộc đời Đức Phật, khi mà thuyết pháp cái hàng đệ tử của Ngài nghe xong mà chứng quả A-la-hán liền, bởi vì họ định tâm, họ không còn gì để nhìn bên ngoài hết á. Còn mình bây giờ nhìn tới nhìn luôn, nhìn xuôi ngược nhìn vào, không có thành công gì hết trơn. Mình thử mà khép tất cả lục căn trở lại đi thì tự nhiên thành công lớn hơn. Phật tử đừng có buồn, mình không nhìn cuộc đời, cuộc đời nó cũng nhìn mình thôi à. Nhưng mà điều con cái là mình không bị nó động tâm, mình đỡ buồn hơn. Và không nghe thì không bận tâm, nhớ nha. Không ngửi thì không buồn, và không tiếp xúc thì nó không phải lo lắng. Tất cả cái đó nó xoay quanh trong một kiếp người của mình. Nó làm cho con người của mình gì? Nó làm cho lo lắng và cứ như liên tục trong kiếp người của mình. Nó làm cho chúng ta phải mệt mỏi, cho nó không thể gì, không thể thành công đạo. Càng buông xả bao nhiêu càng quên công cho cuộc đời. Cho nên mới thành tựu được cái chỗ này, ta phải nhớ rằng là cái điều giá trị vô cùng sâu sắc đối với người học đạo.
Nhưng bây giờ ta tu là ta tu cái gì mới được chứ? Nếu ta nói tu không thì người ta không biết mình sẽ tu như thế nào. Bây giờ sửa là ta sửa từ đâu? Bởi vì nói tu là ta phải tu từ bên trong. Có nghĩa là tu gì? Tu tâm nè. Ta chưa nói tu thân nha. Cái từ thân này để buổi sau chúng ta sẽ khai triển đó. Bây giờ trước nhất ta nói cho tu về trong cái tâm của mình. Chữ tâm thì chữ Hán thì nó có chữ tâm nè. Nó giống như một đứa trẻ còn nằm trong bào thai, nhớ không? Và nó sẵn sàng sinh ra bất cứ nơi nào mà nó có duyên thôi, nhớ. Chứ không phải là chúng ta nói đơn giản. Cái tâm nó nằm đây nè, nhưng mà nó không phải là tim. Còn bây giờ mình tưởng là tâm là tim. Tâm là tim, không phải. Cái tâm là tâm, nó không có an trụ bất cứ chỗ nào cả, và nơi nào cũng có sự xuất hiện của nó. Còn tim thì nó nằm có chỗ à, lấy ra là nín thở liền à, thấy không? Không còn gì để thở hết. Cho nên Phật tử mình phải nhớ rằng, nhưng mà người người Phật tử mà học đạo đó thì cái điều này phải nhớ nè. Học đạo á thì học bằng cái đầu, nhưng mà tu thì tu bằng cái gì? Tâm. Thành ra nó phải chú ý chỗ này. Học đạo bằng cái tâm á, thấy không? Thì tu phải bằng cái đầu. Cho nên từ cái chỗ này đó Phật tử phải nhớ. Cái đầu là biểu tượng do gì? Có trí tuệ, đó là sự hiểu biết, là tất cả đều nằm ở trong cái khối óc này. Cho nên không có khối óc này là không có hiểu được cái gì trong cuộc sống cả. Cho nên tu phải tu bằng cái đầu chỗ này. Nhưng mà trong cái tâm của con người đó, chỗ này đó phải nhớ, đó là biểu tượng của gì? Của một chúng sinh đang nằm ở trong bụng mẹ. Mà chư tổ nói rằng á, tam điểm hoành câu tận nguyệt tà. Tam điểm là một điểm, hai điểm. Một điểm, hai điểm. Nó vậy nè, người ta mình viết nhanh nó vậy à. Phi mau tùng tử đắc tố Phật đã vô tha. Có nghĩa là mang lông đội sừng hay thành Phật cũng từ cái gì? Từ trong tâm của con người sinh ra. Và tâm là biểu tượng của một gì? Của một cái sự tu hành của con người, mà có thành công hay thất bại cũng bắt nguồn từ chỗ này mà sinh ra thôi. Bây giờ chúng ta nói về tâm. Tâm thì nó vô hình vô tướng, cho nên ta không biết lấy cái điểm nào giống như kinh Kim Cang, quá khứ, hiện tại và vị lai, mà không biết tâm nó nằm ở chỗ nào. Bởi vì người ta nói hiện tại thì nó đã trở về quá khứ rồi, phải không? Và ta nói vị lai thì nó chưa đến, ta không chấp nhận được. Cho nên vị lai quá khứ chỉ nằm ở trong gì? Ở trong một mà thôi. Bởi vì quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng chỉ nằm trong một cái ý niệm của hiện tại mà thôi. Nếu ta nói quá khứ nó sẽ trở thành quá khứ, ta nói vị lai sẽ thành vị lai, và ta nói hiện tại nó sẽ trở thành hiện tại thôi. Vì vậy tu hành ta phải nhớ chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, để tâm một chỗ tới vị lai mà thấy ngay cái cuộc sống bản thân, biết mình là ai. Còn đừng nói về quá khứ. Quá khứ của con người chúng ta, ta chỉ biết quá khứ trong một thời gian của mình thôi. Có nghĩa từ lúc mới sanh cho tới ngày hôm nay gọi là quá khứ. Và những gì sống trong hôm nay thì gọi là hiện tại. Những gì vị lai ta chưa nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, ta chỉ thấy cuộc kiếp này thôi, hằng hà sa số kiếp trước ta chưa bao giờ thấy. Nhưng mà nhìn cái việc làm của cuộc sống, phải không? Và nhìn nhân quả của cuộc đời, ta sẽ biết rằng kiếp trước ta là gì và bây giờ là gì. Bởi vì Phật tử cần phải đọc rõ cái kinh nhân quả nghiệp báo sai biệt của con người để ta mới nhận rõ mình như thế nào. Thì ta không cần, chỉ cần một kiếp người thôi là ta đã biết hằng hà sa số kiếp ta là gì rồi. Dễ dàng vô cùng. Cho nên những bài giáo lý mà gọi là căn bản của Đức Phật để lại, mà sau này chư tổ chúng ta cũng xếp thứ tự ở trong giáo pháp mà chúng ta đang học. Những người Phật tử mới học đạo thì bắt buộc phải gì? Nhân quả luân hồi nghiệp báo, vô thường, vân vân. Đó là những bài học căn bản để nhận rõ về cuộc đời của mình, chứ không phải nhận rõ về cuộc đời người khác, hoặc là nhận rõ cái gì vũ trụ bao la, không cần thiết. Mà nhận rõ về gì? Chính mình. Cái nhân quả là nhân quả của chính bản thân mình mà thôi. Chúng ta không liên quan đến nhân quả người khác, mà chỉ nhân quả của chính mình thôi. Ta tìm hiểu về cái nhân quả của mình trong một đời, trong nhiều đời, hằng hà sa số kiếp của nhiều đời, nhiều kiếp, thì chúng ta mới biết rằng hôm nay thành tựu được con ảo như thế này không phải đơn giản được. Ở trong kinh nhân quả nói là cây sắt ngàn năm trổ bông còn dễ, cây sắt đời nào trổ bông, mà bây giờ cây sắt trổ. Ta xem trong cái tờ báo mà An ninh Thế giới á, nó cây sắt nó trổ bông, có nghĩa là qua vô ưu mà nó mọc trên hành, mọc ở trên gì lan can của gì,
của một nhà đại gia gì đó, có xem báo không? Học nhiều quá không cần xem luôn. Đấy. Thế nhớ cái điều, những cái điều mà nó gọi là mình nghĩ rằng ngày xưa nó có, còn bây giờ nó không có. Tôi nghĩ rằng ngày xưa có là bây giờ có. Tất cả nó luôn luôn tương quan với nhau. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng á, nó không thuyết phục được mình á, Phật tử phải tìm hiểu trong giáo điển. Giáo điển thì bây giờ bao la, giờ ta mở mạng là có hết rồi. Không phải như thời chúng tôi học bằng sách đâu. Phải đọc, phải tìm hiểu. Nhưng mà nhờ đọc và hiểu vậy nó mới nhớ nhiều hơn. Còn mở mạng ra tắt mạng là hết nhớ à. Nó không có nhớ, nó không đưa vào hồn, nó không đưa vào tâm, và không có gắn chặt ở trong gì, ở trong cái ký ức của con người. Cho nên không bao giờ ta lặp lại được. Vì vậy đó, cái gì cũng phải cố gắng thật sự để nhìn thấy cái của mình thì mình thành công hơn. Cho nên chúng tôi muốn giới thiệu cái điểm này để Phật tử nên nhớ rằng tâm thì không thấy được, nhưng trong cái khoảng không gian thời gian vô tận này, tâm hiện ra bất cứ chỗ nào cũng có cả. Nhưng mà nói xét về cái thân ngũ uẩn của chúng ta đó, trên thân ngũ uẩn của ta thì nó có 6 giác quan, Phật tử nên nhớ 6 giác quan. Mắt nè, nhớ nha, tai nè, mũi, lưỡi, thân, và cái cuối cùng là gì? Ý. Ý có nghĩa là tâm của mình. Vì tâm, ý thức là một thôi. Nói về bản thể gọi là tâm, phải không? Nói về thực dụng gọi là ý, nhớ không? Nhớ cái điều này. Cho nên học đạo có một từ nhưng mà rất là nhiều nghĩa, và mỗi một nghĩa nó đều có giá trị riêng của nó, một cấp độ của nó. Cho nên khi mà Phật tử mình á, cái thân ngũ uẩn của mình là mình nói có thân ngũ uẩn, có thân tứ đại nè. Thân tứ đại ta phân tích đi, ta trở lại đi, đất, nước, gió và lửa. Nói thật sự đất, nước, gió, lửa là 4 yếu tố để hình thành cái thể xác thôi, thể xác này. Cho nên con người nhắm mắt đi ta nói cát bụi trở về gì thì cát bụi. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió trả về cho gió, và lửa trả về cho lửa. Nhưng mà 4 cái này nó kết hợp lại thành đó, thì nó trên cái thân ngũ uẩn này đó thì nó có 6 gì? 6 giác quan. Nếu mà cái thân ngũ uẩn này không có 6 giác quan, nó giống như là một cái gì? Một cái khối thịt mà gì? Không có gì? Không có hồn. Nên nhớ điều đó. Cho nên 6 giác quan nó phải có mắt, mắt thì ở trên phải không? Tai thì bên cạnh, mũi nè, thứ tự đi xuống rồi. Nhớ cái điều này. Trong tất cả chỗ này đó, chúng ta nên nhớ rằng ta đưa tâm vào chỗ nào thì tâm nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được chỗ đó. Ví dụ như tâm nó đưa vào mắt, ta gọi là tâm thức, phải không? Có đưa vào mắt, cho nên mắt mình mới nhìn được, mình biết màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, những cái màu yêu thương, cái màu bực bội, cái màu khó chịu, nó đều hiện rõ trong gì? Cái đôi mắt của mình. Hay như vậy, đưa vào tâm thì con mắt nó sẽ đón nhận cái đó, đón nhận tất cả hình sắc sái bên ngoài. Nó đưa vào trong này, và nó đưa vào trong này rồi thì nó có trách nhiệm, nó phải lưu trách nhiệm. Và trong thứ hai là tai mình nè, đôi tai mình là dùng để nghe. Phật tử nên rằng cái đôi tai mình là dùng để nghe. Mình á, khi mình làm việc gì á, hãy mắt thấy thì tai nó phải gì? Phải nghe. Mà trong cái âm thanh này nghe đó thì nó muôn ngàn âm thanh. Nó giống như mà kinh Pháp Hoa Đức nói, có hàng ngàn sa số âm thanh trong cuộc sống của mình. Đấy. Âm thanh của loài người, âm thanh của loài thú, âm thanh của hơi thở, âm thanh của gì? Âm thanh của núi rừng và âm thanh của trời tối, như thế nào biết bao nhiêu âm thanh đó. Đấy. Biết bao nhiêu là âm thanh của nó, nhưng mà nhờ có tâm đưa vào thì ta mới nhận thức được âm thanh đó. Không có tâm đưa vào trong đó thì ta nhìn nó ta không biết gì cả. Nhớ, nhờ nó vào. Còn chiếc mũi này nó đưa vào thì ta mới ngửi được. Ta biết cái mùi hương này nó khác với mùi hương kia, ta biết cái mùi loại này khác với mùi loại kia. Và trong đó cái mùi hương là mình nói chuyện với nhau thôi, chứ Đức Phật nói loài người nó cũng có mùi của loài người đó. Cây cối nó có mùi của loài cây cối. Nhớ nha, và vũ trụ bao la này cũng có mùi của nó. Và mỗi cái mùi của nó là nói lên cái nghiệp cảm của từng chúng sinh trong cuộc sống mà thôi. Nhưng mà nhờ có chiếc mũi này ta mới ngửi được tất cả thế gian này, phải không? Có mùi trung thành, được cái mùi phản bội nữa, phải không? Đúng không? Ở trong cái mình đâu có ngửi đâu, mình có mà không ngửi. Cho nên kinh Pháp Hoa nói cái thân ngũ uẩn là một kho tàng phước báo mà chúng ta không biết khai thác nó, cho nên cuối cùng chết trong cái kho tàng đó thôi, không biết khai thác nó. Cho nên có người thành công ở trong cái cuộc sống này cũng từ thân ngũ uẩn, nhớ. Và có người thất bại cũng từ trong ngũ uẩn này. Chúng ta có nhìn rõ cái cuộc sống mình không? Một cái tòa tháp này cao, phải không? Cao vời vợi, sừng sững như thế này cũng từ con người mà xây dựng lên thôi. Chúng ta thấy con người tuyệt vời không?
con người không thể tưởng tượng. Như vậy cái trí óc con người và sự thông minh của con người, nó có thể tạo ra được một thế giới của nó, nó thấy tuyệt vời. Và chúng ta lên, thí dụ ta thấy một chiếc phi cơ nó bay qua, một khối sắt mà nằm dưới lòng đất, và được người ta rút nó lên, và bắt đầu người ta gì? Người ta tạo thành một sản phẩm, và cuối cùng nó sẽ có lợi ích cho đời. Tôi thấy cái điều đó không? Chứ một con người mà tạo ra được cái điều đó là không thể. Giờ mà chiếc gì? Những cái vệ tinh mà đi thẳng lên gì? Thấy không? Thần cũng rằng giờ nó vào thẳng cái không gian để tìm hiểu không gian vô cùng vô tận này. Những cái điều đó ta thấy con người làm không à? Cho nên cái thân này Đức Phật nó tuyệt vời vô cùng nè. Còn ai mà có cái thân này mà không biết phát huy sức mạnh của nó, nhớ nghe, từ cái chỗ này mắt tai mũi thân ấy chỗ này, thì Đức Phật nói là con người đó con người tàn phế, con người đó coi như thất bại trong cuộc sống. Chứ không phải tàn phế là cắt tay cắt chân, là cục tay cục chân thôi, tàn phế đâu. Còn mà không làm được gì hết trong cuộc sống, đó là một cái điều thất vọng cho mình. Cho nên Phật tử mình phải phát huy tận cùng trong cái thân ngũ quẩn này nè. Còn một cuộc Đức Phật vẫn nói ta vẫn đem hạnh phúc lại cho nhân sinh ta bằng thân ngũ quẩn của mình. Vậy thân ngũ quẩn mình có tác rất lớn trong cuộc sống nè, phải phát huy tận cùng của nó từ cái đôi mắt của mình, mình cho cái đôi tay, chiếc lưỡi của mình và cái lời nói nha, và luôn cái sự tiếp xúc của mình trong cuộc sống. Bị thân á, là để dùng giao tiếp với nhau, giao tiếp với nhau. Mình giao tiếp với nhau như thế nào mà mình ra đi rồi người ta vẫn nhớ mãi hình bóng của mình, ta không bao giờ quên, phải không? Ta để lại trong hồn của ta một cái gì đó, cái giá trị của chính gì, cái sự tiếp xúc của bản thân mình và cái lời nói mình cũng vậy thôi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mắt, tai, mũi, lưỡi, những cái gì mà Đức Phật để lại cho đời là Đức Phật đã thành công hết tất cả mặt này. Mà ta nói rằng cái tu tâm thì không thấy tâm, nhưng mà tâm nó đưa vào mắt thì sẽ thấy đôi mắt của mình. Có đôi mắt của con người chân thật á, thì ta thấy cuộc đời không có gì gọi là bất ổn và bất hạnh cả. Con mắt của con người nó không thật á, nó gian người tránh đấu tranh để hơn thua. Trên đôi mắt quan trọng á. Trên nên nhìn cái đôi mắt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trong giáo điển ghi lại rằng Đức Phật không bao giờ nhìn hết bằng đôi mắt, mà Đức Phật chỉ nhìn 1/3 của đôi mắt thôi. Đức Phật á, nó thể hiện trong đôi mắt, cho nên Đức Phật nhìn là hạnh phúc ban tới đó. Chúng ta nhìn Đức Phật rồi ta phải gì? Ta tập và gì? Ta nhìn lại cuộc đời của bản thân mình. Con mắt của mình nó tự nhiên vậy cái mình trợn trắng lên, phùng mang lên. Mình làm những cái thái độ là nó sai đi, phải không? Chứ nó tâm hồn của mình đó, phải không? Tất nhiên là tự ở trong nó mới đưa ra, nó mới đảo lộn lại cuộc sống. Cho nên con người đó mà không khéo, học đạo mà không sửa đó, sửa từ gì? Cái ánh mắt mình nhìn nè, nhìn dọc nhìn ngang là nhìn tới nhìn lui, nhìn phải không? Phải coi lại. Đức Phật dạy ra nhìn ngay và ngó thẳng thôi, cái là quy luật. Cái lúc Đức Phật, trong giáo điển ghi lại Phật đi đôi mắt nhìn thẳng này, không nhìn qua nhìn lại, cho nên không bao giờ nó phân tâm cả. Cho Phật tử mình làm việc gì cũng nên nhớ cái điều đó, phân tâm là thất bại, thất bại nhiều việc lắm, không làm được việc lớn được, chỉ việc nhỏ cũng không thành công, nó chứ việc gì. Vậy trong bước đường học đạo ta phải tu từ cái đôi mắt của con người, đưa vào cái đôi mắt của con người, và cái đôi mắt mình nhìn như thế nào mà tự gieo cái thiện cảm cho những người xung quanh, gieo được cái tình thương cho nhau và gieo cái hạnh phúc cho nhau, đừng giờ có một ý niệm trong đó mà gây bất hạnh và đau khổ cho người khác, là điều đó đi ngược lại với đức tu hành của con người. Tu là phải ban hạnh phúc cho người khác, chứ từ đừng bao giờ đem đau khổ cho người khác thì mới gọi là tu hành. Nhưng mà tu hành ta nói chung thôi, nhưng mà đưa vào thân ngũ quẩn của mình á, là phải từ đôi mắt của mình. Nhớ nha, đôi mắt của mình nó quan trọng. Đức Phật đã từng dạy rằng phải điều chỉnh của gì, của chính bản thân mình, để nhìn cuộc đời bằng một gì, một cái đức từ mà nó phát xuất sự trong tâm của con người đó. Cho nên phải có từ tâm rộng lớn thì đôi mắt nó mới hiền lành đấy, chứ không phải nói đau mắt và đỏ mắt đâu. Đau mắt đỏ mắt là cái chuyện nghiệp báo của chúng sinh, nhưng mà muốn nói về cái đức tu hành của con người nó phải thể hiện lên đôi mắt của nó. Ta thấy có bậc thánh tăng không, đôi mắt nào cũng hiền lành và hiền từ, và luôn tả gì cái hiện tại và chắc chắn về mai sau, có nó cũng không bao giờ thay đổi. Vì vậy phải điều chỉnh cái đôi mắt của mình. Và cái đôi tai của con người nè, có đôi tai con người mà nó có tiếp nhận những âm thanh từ bên ngoài đưa vào đó, thì Phật tử mình đã thanh lọc cái âm thanh đó. Cái âm thanh nào đem đến niềm vui, đem đến hạnh phúc cho mình thì mình đón nhận âm thanh đó. Những cái âm thanh nào đem đến sự gây gổ, đem sự cái gì, cái sự là cái là đấu tranh hơn thua trong cuộc sống thì ta cắt đứt nó liền tại chỗ đi, thì tự nhiên tâm hồn nó gì, nó an lạc đấy. Nhưng mà ở đời nó nghiệt ngã, cái điều mình không thích thì hay thấy, thấy không? Cái điều không gì không nghe mà nó hay đến. Và hai cái điều này người ta nói là nghiệp cảm của chúng sinh, có nghĩa là chắc nhiều đời nhiều kiếp
mình đã từng quan cái quan nghiệp điều này rồi, cho nên hôm nay cái cảnh này, cái lãng giảng trước mặt mình hoài, mình không ưa nó mà nó đi tới đi lui, tới đi lui, tới lui, chọc giận mình hay sao? Cái nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp, và hôm nay nó tới để nó hỏi vay thêm hay là trả, chứ không có gì lạ cả, dễ dàng vô cùng. Học đạo ta lấy cái gì? Ta lấy cái chánh pháp để ta nhìn lại cái gì, cái trí tuệ của bản thân mình, thì ta đúng hay sai thôi. Đừng chắc ngược mà mình là thành công nhất, thấy không? Và cái quan trái là do mình tạo thôi, mà cái đó nó tạo từ cái đôi mắt của con người, nên cẩn thận. Tự nhiên ta vô chùa cái mình nhìn ngược cái tâm quả ngồi ta bỏ ra, mà mình tưởng đâu là chuyện bình thường, không phải đâu. Đó là cái nhân, cái nhân xấu thì không thể nào có cái quả tốt được. Biết bao nhiêu cái con người tu hành mà nó thất bại, và cái đôi tai của con người chúng ta không nghe, không thích nghe những lời gây gỗ, những lời chửi rủa, những lời mắng nhiếc hay những lời đấu tranh ân thua, nhưng mà nó nghiệt ngã lắm, tối ngày cứ nghe hoài, sống ở đây cái hàng rào kia nó chửi vô chùa hoài. Đó là cái nghiệp báo của mình, phải lắng nghe, nghe cho nó hết thôi, không có gì buồn cả. Chứ mình đừng tự nhiên mình giận gật chùa rồi cái la lên, cố ý là để cho chùa nghe, chùa nghe là Phật nghe nữa rồi vong linh nghe nữa, tội lỗi vô cùng, không hiểu gì cả. Không nên, cái điều đó là tuyệt đối. Cho nên ở cái đôi tay của mình nó quan trọng, là chúng ta có nghe là ta nghe những cái lời nói mà đem đến hạnh phúc nha. Đức Phật nói là nghe chánh pháp thôi, ngoài cái điều phi pháp ta không nghe. Và mà mình đưa vào trong hồn mình và biết rằng cái lời nói nào nó đem lại cái niềm vui ở trong hồn mình đó, thì mình nên đưa vào, còn bằng không ta cắt đứt hết. Đây, rồi trước mũi mình cũng vậy nè. Ở trên thế gian là biết bao nhiêu mùi hương để cho mình ngửi, nghe không? Mà mũi như cái mùi hương mà Đức Phật dạy ấy, là cái mùi hương của sự giải thoát thôi. Còn mình đủ thứ mùi hương á, mà mùi hương mình không có tên tuổi. Mùi hương của mình nó đi qua đi lại có hết hơn, hết cái mùi rồi, mất mùi đi. Còn cái mùi giải thoát thì muôn đời. Cho nên kinh pháp cú của nó là mùi hương giải thoát, nó đi ngược chiều gió muôn phương. Như vậy mỗi người có một cái đạo hạnh, cái đạo hạnh chính là cái mùi hương của mình, nha. Mỗi con người nó có đức tính của nó, và cái đức tính đó được mọi người công nhận, và từ chỗ đó đó, phải không? Đi chỗ nào người ta cũng tôn thờ và kính trọng, đó là mùi hương. Còn giải thoát thì ta xem lại mình có giải thoát hay không. Dạ. Còn lưỡi nè, dùng để nói, chúng ta lưỡi dùng để nói, mà Đức Phật nói thì nói từ lúc thành đạo cho tới ngày nhập niết bàn, và cái lời nói được kết tập thành tam tạng giáo điển. Mà cái tam tạng giáo điển đó, ta nên nhớ rằng thánh nhân nói chứ không phải phàm phu nói. Cho nên cái lời nói đó nó xuyên thủng cái thời gian và không gian. Hôm nay nó trên 3.000 năm rồi, trên 2.500 năm rồi, nhưng mà nó không bao giờ thay đổi. Ta thấy tuyệt vời không? Còn tác phẩm ở đời đổi thay đổi theo trời, thời đại, theo phải không? Cho nên mà ta nói thế này nè, cái giáo điển ngày trước khi nhập niết bàn, khi mình kết tập rồi cũng như thiện ngã văn, 2.000 năm sau cũng như thiện ngã văn thôi, không gì khác hơn, không thay đổi. Còn bây giờ những cái tác phẩm ở đời đổi thay, cái triều đại nào thành công thì nó dựng cái tác phẩm lên, còn triều đại nào thất bại thì dựng tác phẩm xuống, đem tác phẩm xuống, đưa lên. Còn Phật giáo đi xuyên thẳng thời gian và không gian, phải không? Không bao giờ khuất phục với ai. Cho nên từ chiếc lưỡi này nó tạo thành một kho tàng tam tạng giáo điển, mà muôn đời ta gì? Ta nhớ mãi. Vì nó Phật tử mình, bây giờ mình phải thận trọng cái lời nói của mình, để mình đưa cái lời nói nó vào chánh pháp, để gì? Để cái giá trị cuộc đời mình nó mới có giá trị, chứ không phải là ta tu để tìm cái sự an lạc ở trong một giây phút nào đâu, mà phải suốt cả kiếp người, nhớ điều đó. Cho nên cái lời nói là cái lời nói Phật thật sự quan trọng. Ở trong cái trong luật Đức Phật dạy, phù sĩ sử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trẫm thân vô kỳ ác ngôn. Sống ở đời lưỡi búa để trong miệng, sở dĩ nó chém mình là do lời nói. Nó chém có nghĩa là đem sự bất hạnh lại cho mình đó, thấy không? Đem sự bất an lên mình, và tất cả phiền não đau khổ cũng từ lời nói của mình thôi. Cho nên ở đời Đức Phật nói là ta thuyết pháp 50 năm mà không bao giờ thất bại, bởi vì ta thuyết đúng thời, đúng pháp, đúng người, đúng nơi và đúng chỗ. Còn không đúng ta không nói, còn mình chỗ nào cũng làm hết. Nên thì không thấy, mà thấy tai họa thì nhiều.
phải không? Nói đúng thời, lúc nào mới nói thôi, giờ nào mới nói thôi, đúng hay sai không cần biết, mà đúng giờ mới nói, lúc mới nói, và đúng người mới nói, và đúng với chánh pháp mới nói. Cho nên ta thấy cái Đức Phật đã cho chúng ta những cái bài học hết sức là tuyệt vời, mà chúng ta không gì, không hiểu và không thực hiện. Cho nên cuối cuộc đời chúng ta lúc nào cũng thấy phiền não, thấy buồn bã liên tục, là bởi vì cái lời nói. Có những giây phút ta phải nhớ điều đó. Rồi cái thân nè, cái thân của Đức Phật á, đi khắp xứ Ấn Độ, đi từ cái vùng sâu vùng xa cho đến thành thị, cho đến kinh thành, mà chưa bao giờ chỗ nào mà đem bất hạnh cho người khác cả. Cho nên cái thân của chúng ta cũng vậy thôi, tiếp xúc hay giao tiếp cho mọi người trong cuộc sống cũng vậy thôi. Mỗi người đều phải đi qua cái chặng đường này, và cái chặng đường này nó sẽ quyết định cái pháp hạnh tu hành của mình gì nè, trong cái kiếp người của bản thân mình. Ta cứ xem lại đi, cái dáng của ta đi vô đi ra trong chùa này đó, sao thấy nó có bình ổn không? Dễ dàng lắm. Ra hỏi mấy người bà cổng đi, chị thấy tôi đi chùa sao? Tôi thấy chị đi chùa hình như nó không được ổn, phải không? Hay là mình về mà hỏi con cháu mình đi, bữa nay thấy bà đi sao? Thấy cũng vậy, đi chùa mấy cũng năm thấy bà cũng vậy nè. Phải coi lại nè, thấy bà đi chùa xong về nhà bà cũng còn la ông sùm mà, phải không? Đi về mà thấy bà cũng còn giận hờn nữa, rồi cũng còn khó chịu nữa. Hoàn toàn trong cái thế giới tu hành của mình rơi vào thân nghiệp nhiều. Tu ít tu nhiều không biết, nhưng mà khó chịu là ta không ưa. Nhớ điều đó đi. Đức Phật lúc nào cũng gì? Mềm mỏng, phải không? Lúc nào cũng dịu dàng, và lúc nào cũng thanh thoát ở trong thế giới của thân gì? Thân nghiệp, không trách cứ ai, phải không? Và không làm nô lệ cho ai, và không bắt buộc ai phải làm nô lệ cho bản thân mình. Cho nên cuộc đời Đức Phật có thân nghiệp nó giải thoát toàn diện chỗ này. Cho nên cầu hết bệnh là thành công nhất à. Còn mình ngoài nó còn nguyên à, mà tại vì ta không diệt trừ được cái của mình thì không có cái hạnh phúc đó để chia sẻ cho người khác. Vì vậy đó, ta cần phải thực đó. Có nghĩa là đưa tâm vào trong gì, trong này, và phải tu ngay từ cái điểm này. Còn bây giờ chúng ta tạm nghỉ nha. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp và bắt đầu đến phần này, và chúng ta sẽ hỏi lại cái gì của hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ ghi nhận được theo sự hiểu biết của cá nhân mình. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị được nhiều sức khỏe và thành công trên bước đường tu học. A Di Đà Phật. Nguyện công về khắp đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.